tại Chelsea có mấy lần lái qua ngang qua cái trường Stanton University thì là kế bên cái tiệm vợ chợ ở Hàn Quốc đồ. Vậy nếu mà người học sinh nào học đó, cái parking như sao, có cần phải đóng học cái tiền học tiền parking không? Cái điều quan trọng nhất mà tất cả du học sinh đã thích là trường học Stanton University không có đòi hỏi tiền parking. Tại vì mình có cái parking structure ở phía sau hay là phía trước á, thì cũng đông, tại vì có nó kém cạnh cái chợ Hàn Quốc mà parking á, thì cứ đậu hướng phía sau hay là đó, không có shared parking. Chelsea đã biết rồi, hồi xưa mình học đại học á, là parking mình đóng cả luôn. Mấy trăm mỗi mùa. Dạ, bây giờ hình như lên gần 200 mấy rồi. Nhưng mà một cái vấn đề là tìm không ra parking. Dạ, cái đó trễ giờ đi học hoài à. Anh tôi biết là hồi xưa lúc mà đi trước khi thi midterm, lúc mà phải dậy sớm 2 tiếng chỉ vì về parking thôi, chứ không phải study hay là gì đó. Giống như căn nhà nhỏ, như khi mình ngồi lên trong xe, mình ăn trong xe, cái gì cũng trong xe, không có dám đi, tại đi là hoành lại là không tìm parking. Tại vì lúc mà quý vị biết là lúc mà lùi ra là mất luôn parking. So parking là không có vấn đề gì ở trường học Stanford University đó. Mà có một cái, vừa có Garden Grove, vừa có Los Angeles. Los Angeles thì cái chi nhánh nó là ngay chỗ khu Koreatown của trên Los Angeles đó. Rất là hay, cảm ơn anh Tuấn đã vô trường mà làm sao mà giúp cho được cộng đồng Việt Nam của mình từ trường Hàn Quốc mà tiến sao. Hay quá vậy, có cái bây giờ nói với anh Tuấn đi ha, là cái năng khiếu gì mà làm cho anh Tuấn mà biết là mình muốn giúp cho du học sinh và giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình? Thì cũng giống như anh Tuấn nói vừa rồi là anh Tuấn như có duyên và thấy cái góc khuất đó, giống như là anh Tú quen mấy người bạn về để là du học sinh, xong cái từ đó anh Tú có cơ hội để làm cho trường du học sinh. Giờ anh Tú thấy vậy á, cái kinh nghiệm mà anh Tú đã trải qua về mấy người bạn bè sự cực khổ hay là gì đó, thì anh Tú sử dụng cái kinh nghiệm đó, anh Tú apply vô trong cái career của anh Tú. Anh Tú trình bày cho mấy người ban giám đốc của trường học Stanton là cộng đồng người Việt mình là cũng lớn lắm về du học sinh. Bây giờ cái này là cơ hội cho anh Tú giúp lại cộng đồng Việt Nam, cho tất cả du học sinh được ở lại học đàng hoàng bên Mỹ này, với lại tiền học phí rất rẻ này vậy đó. Rẻ thì rẻ hơn trường khác nhưng mà cũng đắt lắm vì du học sinh. Nhưng mà giống như anh Tú vừa nói là ai nghe đến du học sinh cũng nghĩ là du học sinh là giàu có tiền, thì như anh Tú vừa nói là họ phải xin tiền ba mẹ, tại vì vấn đề là đâu có đi làm ở đây đâu. Có nhiều người giống như là xe cộ ở nhà như thế nào, nhưng anh không biết là Chelsea, không biết là anh Tú có biết là khi mà quá trình làm người bạn thân với những người du học sinh đó thì họ ở đâu như thế nào? Cái trường hợp cũng có mấy người bạn thì anh Tú thấy là nhiều mấy người bạn du học sinh thì ở là xe phòng hay là gì đó, mà cũng hơi cực thôi. Mà anh Tú biết là trường học thì không có, hiện tại bây giờ trường học mình không có cái capacity để offer mấy cái dorm room cho như mấy trường lớn á. Thì anh tôi biết là mấy du học sinh ở vòng đây trong quận Cam này á, thì xe phòng hay là xe phòng với lại gia đình hay là bạn bè đó, tại vì tiền mướn tiền bây giờ cũng mắc luôn. Ở quận Cam này là mắc nhất. Với lại xe cộ thì cũng phải, anh tôi biết là du học sinh là phải tự lo cho mình, bản thân mình, để ngoại trừ vì cái học phí đó. Bởi vậy cái đó cũng hơi khó thôi. Mà bây giờ là mình có Uber hay là Lyft hay là gì đó, thì nếu ở gần đây thì cứ xài mấy cái transportation đó để qua đi học được. Cũng được, nhưng mà cũng hơi mắc tiền. Hơi mắc tiền. Cái gì cũng liên quan tới tiền bạc. Tất cả cái gì khó khăn ghê qua Mỹ học là phải phải có tiền. Thì cái này nó hơi một gọi là ngoài lề chút xíu, nhưng mà khi mà anh Tú là một người mà ở lớn lên từ đất Mỹ và chắc từ bé đã qua đây rồi hay sao? Anh Tú qua đây từ lúc 4 tuổi. Từ 4 tuổi coi như là Mỹ con rồi. Và những người mà sau này là những người mà du học sinh mà anh Tú làm bạn, kết bạn với họ, thì những người mà thực sự mà bạn ngày xưa lớn lên với anh Tú, họ có nhìn với ánh mắt khác hay không? Anh Tú thấy thật sự mấy người ở đây không có biết được cái sự khổ và cái sự khó khăn của thực sự của mấy người du học sinh mà không có có nhiều tiền. Tại vì
anh Tú, lúc mà anh Tú thấy lại cái kinh nghiệm đó, anh Tú mới chia sẻ cho mấy người bạn bè lớn lên đây, là mấy người đó mới hiểu biết được là ok, du học sinh mà bình thường thôi á, thì cũng không có phải là giàu có gì đó, hay là, the life is not all that great. So anh Tú cũng có chia sẻ với mấy người bạn mà sống lên bên đây, giờ tới mới hiểu rõ là mấy người mà du học sinh bình thường á, thì cũng phải trải qua cái sự nghiệp đó để được cái degree của them, mà để tốt nghiệp bên đây. Tại vì Chelsea cũng biết rồi, Chelsea biết là nếu mà mình không có gặp mấy người du học sinh đó, mình cứ nghĩ là đây là học ở đây, đây có tiền, đây chỉ lo đi học, đi chơi, đi ăn uống, đây không có cần care về mấy cái đó, mà thực sự cũng có nhiều chuyện là có vậy. Tại nhờ anh Tú đã nhắc, Chelsea muốn hỏi thêm là thực sự mà khi mà họ học, mà những người du học sinh đó họ học đó, là họ học thực sự hay là họ lấy tiền để mà mua bằng? No, cái đó là anh Tú đã thấy cũng có nhiều du học sinh đó, học ở trường anh Tú là thực sự muốn học để transfer lên mấy cái trường cao cấp hơn để được cái degree đó để đem về cho lại ba mẹ. Tại vì Chelsea biết rồi, mình là lớn lên với lại gia đình Việt Nam mình là muốn con của mình học phải có bằng cấp đàng hoàng, especially muốn học tốt nghiệp ra bằng bác sĩ nữa. So hay là bằng kinh doanh hay là gì đó, nếu mà mỗi người du học sinh đó mà cầm về cái bằng đó là hạnh phúc lắm. Mà thực sự là nhiều em, mấy em ở đây muốn học, như vậy anh Tú thấy là chủ yếu là mấy cái du học sinh Việt Nam mình cũng khôn lắm, là chăm chỉ học và để kiếm tiền để nuôi gia đình bên Việt Nam đó. Giỏi, như đó. Thế mình phải đánh coi là mình siêng năng. Siêng năng mình hơn. Mình chịu cực nhiều hơn những nước khác. Và bây giờ mình theo sẽ muốn đi lại chút xíu, là hồi nãy anh Tú nói điểm chơi đang nói xong rồi quên rồi, nhưng mà bây giờ hay là anh Tú có thể có những cái chuyện nào mà trong thời gian đó thế mà kể cho quý vị nghe, là cái khi mà một cái vai, một địa vị của một người director giúp như thế nào, có hoàn cảnh nào mà có ai mà không cái hồ sơ nào mà không complete mà mình làm sao mà giúp được cho người đó qua hay không? Chỉ có một cái câu chuyện là anh Tú nhớ hồi xưa lúc mà làm có một cái em này apply vô, cái em đó đã bị terminated rồi. Mà quý vị đã biết là visa của du học sinh Việt Nam chỉ được một năm thôi. Dạ, coi như là hết hạn. Dạ, chỉ được một năm, và cái E20 đã bị terminated tại vì cái người đó là bị vấn đề gì về gia đình đó, không có học được ở giờ, thì cái trường đó đã terminated rồi. Mà năn nỉ bây giờ không có cách nào để học lại, bây giờ năn nỉ trường học của anh Tú làm sao để giúp được cái người đó. So anh Tú hên sao á, cái người đó, cái visa đó còn hạn trong khoảng cách một năm. So apply á, thì trường học cấp lại cái E20 mới, giống như là apply qua từ bên nước Việt Nam vậy đó. Mà bây giờ qua Mỹ hay là Canada, giờ vô lại nước Mỹ á, giờ trường học mới cấp lại cái E20 đó, giờ đổi lại cái status đó là thành active. Mà làm sao mình, cái làm, đó, mình check được, mình biết được? Thì tất cả trường, mỗi trường du học sinh đã có cái authority hay là cái bằng để chấp nhận, lúc mà trường đó chấp nhận được cái nhận lực du học sinh á, cái quyền lực á, là cấp E20 đó là có cái law, cái authority đó, credential đó rồi đó, thì không sao, mình mới check được. Mà cái người trên cái passport của mỗi du học sinh á, thì nó có đề cái ngày là bao nhiêu, khoảng cách bao nhiêu. Xong đó cái người du học sinh đó trực học cấp cho kỹ 20 đó, là người đó qua Mỹ thì bay vô lại thì được cái chấm stamp approved, thì cái child status đó mình chuyển lại liền, rồi xong đó cái người đó mới được học trở lại. Khó khăn quá vậy. Dạ hơi khó, bởi vì anh Tú đã nhắc khán giả bao nhiêu lần đó, là lúc mà được vô học rồi đó, đừng có bỏ học, cứ học full time đi, đừng có, tại vì nhiều du học sinh cứ ý nghĩ là bây giờ cũng có, thực sự anh Tú cũng thấy nhiều du học sinh cái English của them hơi trình độ hơi kém á, so they không có try that hard, they give up hay là gì đó. Mà anh Tú nghĩ là thực sự mỗi trường có thầy giáo
chịu giúp cho du học sinh đó, rồi cứ cố gắng lên, đừng có bỏ cái sẽ xảy ra nhiều cái chuyện mà mình không có muốn xảy ra. Đúng rồi, nó uổng phí đó, còn tốn thêm tiền nữa. Tại vì tốn thêm tiền reapply lại, rồi tốn thêm tiền học phí, đủ thứ tiền nhức đầu lắm.